Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đơn vị Hòa Văn đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Hòa Phong, Hòa Nhân trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 và trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Văn khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Hồng Cương, Huỳnh Huy Hòa và các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện gồm các ông Lê Trung Thắng, Nguyễn Thanh Quảng, Lê Huy Vũ đã tiếp xúc với cử tri tại xã Hòa Phong. Đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị Hòa Vang đã thông báo đến bà con cử tri thời gian dự kiến diễn ra kỳ họp và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thông tin kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri Hòa Phong lần tiếp xúc trước, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã thông báo đến bà con cử tri 8 vấn đề đã được Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang xem xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đánh giá cao những kết quả mà thành phố đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đồng thời đề đạt 5 kiến nghị với 8 nhóm vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống người dân. Các tuyến đường lên đồi, cống thoát nước không có ảnh hưởng, ngập lụt trong trận mưa vừa qua, một số hộ dân thành một cái ô, cái hồ, cho nên có việc bất cập đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Liên quan đến đường công vụ Bồ Hoãn, Trang Nam Hơ, ngọn 114 là công ty Nam Lệ Bãi, là thuộc tổng công ty Nam thi công đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, thì có đến hợp đồng và thuê đất hộ nhân dân của Hơ Thông, Thạch Bồ và Bồ Hoãn với 124 hồ sơ và hơn 80 hộ dân là có Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phong là lùi lột trạng tề. Qua Nam Nam là đến Nam Hơ ngọn 119 nhé, thì thanh lý hợp đồng. Nhưng mà cho đến nay thì ban quản lý vẫn chưa thanh lý được và để trở lại mặt bằng cho nhân dân sản xuất. Cũng trong sáng nay, các đại biểu Nguyễn Đình Khánh Vân và Huỳnh Bá Thành cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hòa Nhân.